Chào mừng các bạn đã đến với hệ thống khóa học miễn phí của myclass.vn. Mình rất hân hạnh khi giới thiệu đến các bạn loạt khóa học về lập trình Visual C Sharp. Thì đây là khóa học đầu tiên với tên gọi lập trình Visual C Sharp 2010 căn bản. Đây là một khóa học mà đã được rất là nhiều bạn đã yêu cầu và myclass đã bàn luận và tiến hành thực hiện ngay với các bạn một khóa học đầu tiên. Thì đây là một khóa học căn bản thì sẽ giúp cho các bạn biết được sơ bộ về C Sharp. Thì đây là video về giới thiệu khóa học, thì chúng ta sẽ cùng xem qua đề cương của khóa học chúng ta. Thì trong đề cương chúng ta gồm có 5 chương. Thì các bạn thấy đây là chương đầu tiên là làm quen với Visual C Sharp 2010. Sở dĩ mình chọn Visual C Sharp 2010 là bởi vì đây là cái môi trường Visual C Sharp rất thông dụng ở các bạn sinh viên. Ở các trường thì thường bây giờ người ta cài Visual C Sharp 2010. Thì có một số trường là cài Visual C Sharp 2012. Tuy nhiên cái phiên bản 2010 thì vẫn là phiên bản chuẩn và nó khá nhẹ so với những cái phiên bản về sau. Thì đây là một bản thích hợp để mình giới thiệu cho các bạn. Thì trong chương này chúng ta có 4 phần, như các bạn đã thấy trên màn hình. Thì cái bài đầu tiên là giới thiệu khóa học, chính là video này. Bài thứ hai là giới thiệu Visual C Sharp 2010 và cách tạo chương trình Windows Form đầu tiên. Thứ ba là thuộc tính của form và một số control cơ bản. Thứ tư, sự kiện trên bút tông và hiển thị thông báo MessageBot. Đây là những cái mẹo và những cái kiến thức rất là cơ bản thì mình sẽ cố gắng gửi gắm đến các bạn. Và nếu các bạn hỏi thắc mắc là tại sao mình lại là sử dụng là WinForm thì mình cũng xin trả lời là bởi vì đối với C Sharp thì người ta thường nhớ đến WinForm bởi vì lập trình Windows Form là một cái lập trình rất là hay và rất là bổ ích, rất là thiết thực cho các bạn sau này đi làm hoặc là các bạn lập trình ứng dụng. Chúng ta qua chương 2, đó là kiểu dữ liệu và biến. Thì nếu như bạn nào đã từng được học kỹ thuật lập trình ở những cái ngôn ngữ như Pascal, C hoặc là C++ thì các bạn chắc chắn cũng không có còn lạ gì với những cái kiến thức về kiểu dữ liệu và biến này. Thì ở đây khóa học này cũng giúp đỡ cho những các bạn nào mà chưa từng học qua những cái ngôn ngữ lập trình trước, thì các bạn học ngay C Sharp thì khi mà đến với khóa học này các bạn cũng sẽ có đủ những cái kiến thức cơ bản để các bạn có thể phát triển hơn. Ở đây trong chương 2 chúng ta có 5 phần. Thứ nhất là kiểu dữ liệu và biến tích hợp sẵn có trong C Sharp. Thứ hai là khái niệm và biến trong C Sharp. Thứ ba đó là kiểu dữ liệu chuỗi trong C Sharp. Thì đây là một cái kiểu dữ liệu mới trong C Sharp. Nếu như bạn nào đã học ở những ngôn ngữ trước như C hoặc C++ thì kiểu string này nó còn chắc chắn sẽ khá là lạ với các bạn. Hoặc nếu bạn nào mà tốt hơn thì bạn có thể biết được kiểu string trong Visual C++. Tuy nhiên nó có một chút thay đổi so với string ở trong C Sharp. Thứ tư là cái toán tử phổ biến trong C Sharp. Thứ năm và chú thích comment trong C Sharp. Rồi, đó là xong hai chương đầu. Chúng ta đi qua tiếp với chương 3 của chúng ta. Rồi, các bạn hãy chương 3 chúng ta, đó chính là các câu lệnh điều kiện về if và switch. Thì nếu như bạn nào đã từng học rồi thì if và switch thì không có gì quá khó khăn đối với các bạn. Tuy nhiên nếu như bạn nào chưa biết thì mình cũng sẽ giới thiệu qua cho các bạn biết, giải thích cặn kẽ cho các bạn và cách sử dụng những cái cấu trúc này. Chúng ta có 5 phần. Thứ nhất là câu lệnh điều kiện if. Thứ hai là if else. Thứ ba là câu lệnh điều kiện if và else if. Và thứ tư đó là câu lệnh điều kiện switch. Thì phần 1 là phần lý thuyết và phần switch thứ hai là phần thực hành. Đó, chúng ta xong chương 3 chúng ta. Và chúng ta đi đến chương 4, đó là vòng lặp. Thứ nhất đó là vòng lặp for và for each. Nếu như các bạn nào mà đã từng học ở C hoặc là C++ thì vòng lặp for đối với các bạn thì rất là quen thuộc. Nhưng for each là gì? Thì nó là một cái mới của C Sharp mà mình nghe nói ở C++ hình như cũng có. Tuy nhiên là phiên bản C++ nâng cấp sau này thì Microsoft mới bỏ thêm vào. Thì mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn biết. Phần thứ hai đó là vòng lặp while. Thứ ba đó là vòng lặp do while. Thứ tư đó là cách sử dụng cái từ khóa try, catch và finally. Thì đây là một cái điểm mới của C Sharp, một cái điểm mới mà nó rất là được cái người sử dụng chào đón bởi vì nhờ cái tính hiện đại của nó. Và cuối cùng đó là cách sử dụng từ khóa continue và break trong vòng lặp. Thì cái từ khóa này thì có, nếu như bạn đã từng học rồi nó cũng còn không còn xa lạ gì đối với các bạn. Và cái chương cuối cùng đó chính là bài tập cuối khóa. Thì mình sẽ có một cái bài tập nhỏ nhỏ giúp các bạn củng cố lại kiến thức để mà các bạn có thể tiếp tục học tiếp ở các khóa sau. Và đây đó là cái phần về tài liệu tham khảo. Thì các bạn thấy trên màn hình chúng ta đó chính là hai cuốn sách rất là nổi tiếng, có thể nói là đầy đủ về C Sharp. Thì nếu như bạn nào muốn biết thêm các bạn theo đọc thì dĩ nhiên cái việc đọc sách này, những cuốn sách rất dày này có thể sẽ làm rất là nhiều thời gian của các bạn. Các bạn có thể đến MyClass và các bạn có thể sẽ được học những kiến thức mà được tổng hợp
và được truyền đạt lại rõ ràng hơn. Thôi, và cái mục đích của khóa học này chúng ta có 3 mục đích. Mục đích thứ nhất là mình muốn giúp các bạn có những cái quy tắc, biết những quy tắc cơ bản khi mà lập trình với Windows Form C#. Thứ hai đó là cái kỹ thuật lập trình căn bản trên C#. Và khi mà các bạn đã có thể hiểu được hai cái vấn đề này thì các bạn có thể kết hợp chúng lại để tạo được một cái thằng rất là hay, đó chính là lập trình ứng dụng với C#, là những cái giao diện phần mềm các bạn đã hay sử dụng ở trên Windows các bạn thấy. Thì để làm được cái giao diện như trên màn hình đây thì các bạn có thể là trong khóa này các bạn chưa thể làm được. Tuy nhiên các bạn có thể làm được một phần lại, gần giống thôi cũng được, nó cũng là tốt lắm rồi. Đây là cái đồ án tốt nghiệp của mình, thì nếu có dịp thì mình cũng sẽ đưa nó lên MacLash và giúp hướng dẫn cho các bạn làm. Thì bài học đầu tiên của chúng ta đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau. Xin chào tạm biệt các bạn.